Chào mừng quý vị đang đến với phần 2 của bản tin mùng 2 Tết. Trên thế giới, du lịch nông nghiệp đã được hình thành và phát triển từ những năm 80-90 của thế kỷ trước. Đây được coi là một hình thức xuất khẩu nông sản tại chỗ, đồng thời giới thiệu đến du khách nét đẹp trong lao động, văn hóa của mọi vùng miền. Là một đất nước nông nghiệp, Việt Nam sở hữu nhiều tiềm năng để phát triển loại hình du lịch này. Tuy nhiên, việc khai thác đến nay chưa thật sự hiệu quả. Đây là mô hình trình diễn nuôi chồm lấy cà phê của ông Hoàng Minh Cường, giám đốc công ty Kiên Cường Đắk Lắk. Khách tham gia tour du lịch cà phê chồm sẽ được trực tiếp gặp gỡ những chú chồm hương, loài chồm đã tạo ra loại cà phê chồm huyền thoại. Sau khi tìm hiểu quy trình làm sạch, rang xay và chế biến cà phê, du khách có nhu cầu còn được thưởng thức một ly cà phê chồm ngay bên cạnh nơi nó được sản xuất ra. Theo ông Cường, nhiều du khách rất thích thú khi được tham quan tour du lịch đặc sắc này. Còn với ông, đây là cách vừa làm thương hiệu vừa giúp bán sản phẩm tại chỗ đặc biệt hiệu quả với dòng sản phẩm cao cấp. Chúng tôi muốn có một cái sự liên kết giữa cái công việc sản xuất kinh doanh của mình đối với du lịch, là bởi vì chúng tôi thấy nó có hai cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là về cái tính đặc trưng của cái sản phẩm. Sản phẩm của chúng tôi ở đây là cái sản phẩm cao cấp, nó mang tính đặc trưng cho một cái vùng miền. Vấn đề thứ hai nữa đó là chúng tôi thấy để bán được cái sản phẩm đó thì tốt nhất là mình nên phải liên kết với du lịch, bởi vì chính du lịch sẽ là một cái cầu nối để cho có thể là nhiều du khách, nhiều người ở nhiều nơi, nhiều địa phương khác nhau, thậm chí là ở nhiều quốc gia khác nhau, người ta biết đến, và tôi thấy đó là cái điều kiện thuận lợi nhất trong cái việc sản xuất kinh doanh của mình. Không riêng các sản phẩm cao cấp, cái hồn của Tây Nguyên cũng phần nào động lại những bông hoa cà phê trắng muốt. Cái hiếu kỳ của du khách có thể được thỏa mãn đến tận cùng nếu muốn tìm hiểu về nguồn gốc của mỗi ly cà phê mà mình uống hàng ngày. Hàng triệu người Việt Nam đã dùng đến cà phê, và hàng tỷ người trên thế giới họ dùng cà phê, nhưng họ chưa biết được nguồn gốc cà phê và cái cách sản xuất cũng như trồng trọt cái cà phê như thế nào. Thì đây là một cái để cho họ thấy được cái quy trình trồng trọt và sản xuất cà phê để đến được một cái sản phẩm mà hàng ngày mọi người đều có dùng tới. Thì đây là một cái họ rất là bất ngờ đến. Thậm chí là cái cây cà phê nó cao như thế nào, trái như thế nào, hoa như thế nào thì họ không biết. Nhưng mà khi đến được vườn hoa cà phê thì họ rất là ngỡ ngàng. Hoặc là đến vườn trái cà phê, thì cái đó là những cái mà thú vị nhất khi khách đến tìm hiểu về cái du lịch cà phê. Theo ông Lê Hoàng Cơ, giám đốc công ty du lịch và thương mại Đam Sang, trên thế giới loại hình du lịch nông nghiệp Agritourism đã được hình thành từ những năm 80-90 của thế kỷ trước. Loại hình này sử dụng tất cả những gì phục vụ cho hoạt động sản xuất nông nghiệp làm tài nguyên, từ tư liệu sản xuất, đất đai, con người, quy trình sản xuất, sản phẩm làm ra, đến những yếu tố tự nhiên có liên quan đến sản xuất nông nghiệp như thời tiết, khí hậu. Với loại hình này, du khách không chỉ đến tham quan mà còn có thể tham gia cùng sản xuất và thưởng thức thành quả lao động mà mình vừa góp phần thực hiện. Do đó, loại hình du lịch này đang được nhiều du khách trên thế giới lựa chọn. Cả ngày hôm nay, tôi đã được đến tham quan nhiều nơi, đặc biệt là vườn hoa cà phê và cách làm cà phê chồm. Nền nông nghiệp các nước khác thường chú trọng ứng dụng nhiều máy móc, kỹ thuật. Riêng nền nông nghiệp Việt Nam vẫn mang tính thủ công. Nhưng các bạn vẫn có thể xuất khẩu được nhiều nông sản ra thế giới. Với chúng tôi, trải nghiệm này thực sự thú vị. Bên cạnh cà phê, công ty Đam Sang còn đang phát triển thêm tour tham quan vườn cacao, thưởng thức sinh tố cacao và tham vọng đưa du lịch nông nghiệp thành điểm nhấn của du lịch Đắk Lắk. Cái ngành kinh tế chính của Đắk Lắk hiện nay là nông nghiệp, trên cơ sở phát triển cái cây công nghiệp mà làm nông nghiệp. Thì khi đã phát triển nông nghiệp bền vững thì du lịch đi kèm cho đó sẽ phát triển cùng bền vững. Tức là nó phải cùng song song trong những sản phẩm chính của địa phương là sản phẩm nông nghiệp. Thì mới chọn sản phẩm là du lịch nông nghiệp. Thì du lịch nông nghiệp thì cái đặc trưng, thí dụ nó là du lịch cà phê hay là cao thị, chỉ riêng ở vùng Tây Nguyên này Buôn Thuột là cái nơi số trữ lượng nhiều nhất và nhiều người quan tâm đến cái sản phẩm này nhất, thì đó là một cái sản phẩm có thể làm lên được thương hiệu và có thể là một sản phẩm đặc thù để đưa cái du lịch lên. Là một nước nông nghiệp, Việt Nam có đến gần 80% diện tích đất dành cho nông nghiệp, với khoảng 2/3 dân số sống tại khu vực nông thôn. Đặc biệt trong những năm gần đây, cùng với xu hướng đầu tư vào nông nghiệp của các tập đoàn lớn, nhiều trang trại kết hợp trồng trọt với chăn nuôi quy mô lớn đã được hình thành. Đây đều có thể trở thành tiềm năng cho khai thác du lịch nông nghiệp. Thực tế tại Việt Nam hiện nay cũng đã hình thành một số điểm du lịch nông nghiệp đặc trưng như trang trại đồng quê Ba Vì, Hà Tây, làng rau Trà Quế, Quảng Nam. Mới đây nhất, Cần Thơ cũng vừa tuyên bố sẽ tổ chức lại các cánh đồng lúa và trang trại nuôi cá để thành điểm nhấn trong du lịch nông nghiệp tại địa phương. Thì cái du lịch mà về gắn với nông nghiệp thì trong thời gian qua đó thì khách của chúng tôi rất là thích.
Đó, bởi vì là họ gắn tới những cái miệt sông nước, như chẳng hạn như ở miền Tây Nam Bộ thì gắn cái vườn cây ăn trái, ở Hội An thì nó gắn tới làng rau Trà Quế. Chẳng hạn như là cái khách Pháp á, của công ty du lịch Trà Bình, nó trong suốt gần 20 năm qua và những cái đối tượng khách nước ngoài đó đi đến tới cái làng rau Trà Quế thì họ thấy những người nông dân của mình là coi như trồng rau, rồi những cái sản phẩm của cái rau mà thu hoạch được đó thì đem lên để chế biến thức ăn thành là cảm thực của miền Trung, thì khách rất thích. Tiềm năng và lợi ích là như thế, nhưng hiện nay nguồn tài nguyên cho du lịch nông nghiệp vẫn chưa được khai thác hiệu quả. Theo đó, các tour du lịch mới chỉ dừng lại ở việc tham quan là chính, hoạt động tổ chức cho khách ở lại tham gia cùng sản xuất với nông dân. Tuy được một số doanh nghiệp du lịch khai thác nhưng chưa được quy củ. Từ năm 2006, Tổ chức Hợp tác Phát triển giữa những người sống ở nông thôn Hà Lan đã thông qua Hội Nông dân Việt Nam tài trợ hơn 300.000 euro để phát triển dự án du lịch nông nghiệp tại 3 tỉnh, Lào Cai, An Giang và Tiền Giang. Dự án đã kết thúc vào năm 2011, nhưng đến nay hiệu quả từ dự án vẫn rất hạn chế. Thì nông nghiệp cũng là một cái lĩnh vực mà ngành du lịch chúng ta hiện nay cần khai thác. Chúng ta đều thấy cái chuyến đi du lịch sẽ cảm thấy hứng thú và đưa con người gần gũi với thiên nhiên và gần gũi với cuộc sống hơn nếu như họ tiếp cận được với những cái hoạt động kinh tế trong cái kinh tế nông nghiệp. Từ nông sản, hải sản, thủy hải sản, chúng ta đều thấy đều có thể thành tiềm năng để phát triển du lịch nông nghiệp được. Ở các nước người ta cũng đã phát triển hai cái này rất là nhiều. Ở Việt Nam chúng ta gần đây cũng đã được chú ý, nhưng mà tiếc rằng nó còn rất là cái chất lượng cũng như là cái độ đậm đặc nó rất là nhỏ trong cái cơ cấu chung của nền kinh của cái du lịch hiện nay. Chúng tôi cho rằng là chúng ta đang bỏ phí một cái tiềm năng rất lớn, đó là du lịch trong nông nghiệp. Nguyên nhân chủ yếu theo các hãng lữ hành là do các sản phẩm du lịch vẫn chưa được chăm chút đúng mức, nên dù sở hữu những hình ảnh lao động sản xuất sinh động, thú vị, nhưng tour du lịch nông nghiệp vẫn rất nghèo nàn, đơn điệu. Tôi cho rằng trước hết chúng ta cần quan tâm đến quy hoạch lại cái khu vực nào trong ở Việt Nam chúng ta sẽ là có thể phát triển cái du lịch đến đó được, đưa đến được. Ví dụ ở Phú Quốc chúng ta hiện nay cái du lịch mà đưa cho khách đi thâm nhập vào trong để câu mực qua đêm, hoặc là tham gia cùng với tát cá, rồi là cấy lúa ở đồng bằng Cửu Long, hoặc là du lịch của chúng ta đến những cái trại hay vườn cây cà phê mà mùa ra trái, hoặc coi quá trình mà chế biến cà phê hạt điều, thì tôi cho rằng là những cái vấn đề như vậy chúng ta có thể xây dựng được ngay vì hiện nay nó đã có sẵn, để chúng ta quy hoạch lại đường xá, cái khu vực đưa đến và đường xá cũng như là cái thời gian để đảm bảo cái chuyến đi và cái cách thức đưa vào tích hợp trong cái chương trình chuyến đi du lịch làm sao để cho đảm bảo tích hợp lý. Bên cạnh việc quy hoạch để phát triển loại hình du lịch nông nghiệp, các hãng lữ hành đề xuất cần có sự đầu tư chăm chút hơn từ phía địa phương, cũng như sự liên kết hợp tác giữa doanh nghiệp lữ hành với nơi sản xuất, và quan trọng nhất là sự đánh giá đúng đắn về vai trò của du lịch nông nghiệp tại Việt Nam. Và quay trở lại với phần 3 của chương trình, xin mời quý vị đừng chuyển kênh để tiếp tục theo dõi cuộc trao đổi với bà Betty Rui Wang, chuyên gia kinh tế từ ngân hàng Standard Chartered Hồng Kông, về mục tiêu và thách thức của nền kinh tế vĩ mô Việt Nam trong năm 2015.